chị Xuân Phúc ơi, chị Xuân Phúc. Ừ. Chị Xuân Phúc ở lô B2 ơi, chị Xuân Phúc ơi, làm ơn xuống lấy đồ giùm em đi. Em sếp cực khổ quá mà. Xem gọi điện thoại hoài chị không bắt máy. Chị Xuân Phúc ơi, chị Xuân Phúc. Quá trời đồ luôn, rất là gọi Xuân Phúc đấy. Anh có quen chị Xuân Phúc không? Lô B2 nè. Tôi Xuân Phúc nè, B2 nè. Vậy chắc cùng lô hả? Vậy chắc không biết chị Xuân Phúc đây nè. Giao quá trời đồ luôn. Ủa? Mr. Xuân Phúc, của Mr. là nam hay nữ? Hả? Là người tiếng Nam, đàn ông đây. Đàn ông là ông hả? Đúng rồi. Anh là người đặt hàng hả? Chính xác. Anh có biết nãy giờ nắng nồi lắm hay không? Cực khổ lắm, tôi mới thể có mang được một đống đồ đây cho anh. Tôi hiểu, anh mệt mà. Anh để cho tôi nói, anh có biết làm nghề shipper cực khổ đúng không? Mọi người thường hay gọi tôi là Hoàng Shipper. Tại vì tôi làm việc rất là chuyên nghiệp. Tôi chưa bao giờ gặp khách hàng nào không chuyên nghiệp giống như anh. Okay. Gọi điện thoại quá trời không được. Tôi hiểu. Nắng nồi cực khổ quá mà. Anh cứ đọc giúp tôi xem là anh giao gì cho tôi. Gì? Bao cát, găng tay, đấm bốc. Đúng rồi. Quần áo võ sĩ. Trời đất, còn có bông băng thuốc đỏ nữa. Để phòng lúc mình bị chấn thương đó. Anh là vận động viên hả? À, không phải, tôi là người bình thường. Nhưng mà tôi đam mê võ thuật đấy. Trời đất, người bình thường nào mà đặt ba món này chơi. Vậy là anh là diễn viên đúng không? Đúng rồi. Chứ nãy giờ tôi thấy mặt anh quen lắm mà. Nãy giờ biết sao không? Tại đứng ở chỗ này á, nó hơi vắng á, sợ em nghe không rõ á. Đâm ra là tôi phải tăng cái âm lượng lên nói chuyện cho anh nghe rõ hơn á. Tôi hiểu rồi. Cái gì anh thông cảm vậy mà. Úi dồi ôi, sao cứng thế? Hả? Tập luyện nhiều đó, tập luyện nhiều. Sao mềm thế? Hèn chi, khỏe mạnh gì là tốt. Diễn viên mà phải đẹp trai. Anh Phúc, anh Phúc, sẵn bữa nay có gì tâm sự nhỏ với anh tí. Tôi là ngoài biệt danh là Hoàng Shipper, tôi còn có nghi danh là Hoàng Rapper bơi nữa. Thiệt, lúc rảnh thì tôi đi ship hàng, tôi đi chở hàng, tôi đi giao hàng. Còn lúc mà bận á, là tôi đi làm chương trình Gõ Cửa Nhà Sàn. Tôi làm người dẫn chương trình. Đâm ra là có thể nào anh Phúc giúp đỡ cho Hoàng Rapper được một ngày để có thể đến tham quan ngôi nhà của diễn viên Xuân Phúc. Anh em mình tâm sự với nhau, đi hiểu nhau nhiều hơn được không? Ok, bây giờ thì Phúc sẽ mời anh Hoàng Rapper lên nhà Phúc để cùng ngồi tâm sự với nhau. Vậy nha. Anh ơi, này nặng quá anh. Ok. Trời, sao nãy mình sắp nặng lắm à. Thôi, mình lên nhà thôi. Ok. Dạ, chúc mừng. Đi thôi anh ơi. Có nặng không để em xách cho. Không sao. Anh cất bớt cái nón, cất bớt cái loa, tự nhiên nhẹ hẳn luôn. Wow, nhà em cũng trình tầng cao quá nha. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá không gian sống của diễn viên Xuân Phúc, chính là khách mời đặc biệt đến với chương trình Gõ Cửa Nhà Sao, được phát sóng vào lúc 21:20 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đạt Phim Media thực hiện. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta hãy sẵn sàng đến với ngôi nhà của Xuân Phúc, một trong những diễn viên rất là điển trai và nổi tiếng. Rồi, tới chưa Phúc? Tới rồi anh ơi. À, cuối đường luôn. Đúng rồi, nhà em đây. Chọn xuất sắc, nhà có định vị thiệt là dễ nhận biết. Rồi, xin mời Phúc. Ok, xin mời mọi người. Yeah. Wow, mát quá nha. Ok, mời anh ngồi. Dạ. Wow, nhà mát mẻ, sạch sẽ. Tông nhà của mình là màu trắng nè. Nhìn nó rất là sảng khoái luôn, sáng trưng luôn. Ở bên cạnh đó còn giáp với đại lộ Võ Văn Kiệt nữa. Tối tối nhìn ra đây chắc chiều dữ lắm ha. View này cực đẹp luôn này. Anh thấy được một cái khoảng phòng khách như vậy là tha hồ cho bé chạy xe, chạy nhảy. Nó làm đủ thứ hết á. Bé nhà tên gì? Dạ, bé nhà em tên là Nguyễn Phúc Minh An. Nguyễn Phúc ở Minh nhà An. Thì hay gọi bé là Xin. Dễ thương, Xin giống như cậu bé bút chì á. Đúng rồi. Em mới có một đứa rồi, em thấy sao? Chắc là phải khoảng 2-3 năm nữa thì vợ chồng em sẽ cố gắng kiếm thêm một cô công chúa nữa. Giờ công chúa hoàng tử mỉm con là mình thấy vui và hạnh phúc. Có khi nhờ con mình lại có nhà to hơn nữa thì sao? Đúng rồi. À, lúc đó tha hồ mà mấy anh giao hàng á, mấy anh tới, mấy anh tìm cho nó dễ, nhà to quá mà. Nói tới vụ giao hàng, Phúc có để ý là dạo gần đây á, trên những sàn thương mại điện tử sẽ có những cái sự lựa chọn cho khách hàng là mua những món quà ngẫu nhiên. Không biết bên trong là gì hết. Với đúng số tiền đó thì hy vọng là chúng ta sẽ có được những món quà nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình, hoặc là nó mang lại may mắn cho mình. Đây, số hàng của em đây. Những món quà may mắn và bất ngờ. Mời Xuân Phúc, mình mở quà. Xin mời. Ok, em sẽ bóc món quà đầu tiên. Ủa, này là... Cái gì vậy? Một chiếc áo tập. Coi xem cái áo này là có phải của em không hay là chương trình tặng vợ em. Trời ơi,
Này là không phải của em rồi, là cổ trái tim này. Ờ, là mình cứ nhầm tưởng của Phúc. Vậy là hóa ra là lấy lòng chị nhà. Lấy lòng bà xã anh Phúc là Thanh ha. Vậy thôi tặng Thanh đi, Thanh cũng okay. Tập mà. Rất cảm ơn anh. Tập cảm ơn chương trình ạ. À. Hay quá, chưa gì có quà cho vợ. Có quà tiếp theo. Rồi, này là kẹp tóc hả? À? Không phải đâu, trời, với con mắt nhà nghề chuyên môn của anh thì là cái đồ trang trí móng tay làm nail luôn. À, rồi, 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 làm nail luôn. Sơn móng tay á, có sơn móng tay làm nail luôn. Không lẽ giờ hai người đàn ông vô nhà ngồi chơi với nhau rồi sơn móng tay chụp nhau coi. Không được, để dành cho bà xã. Tiếp nào. Rồi, món quà thứ ba chắc là cũng phải là của em rồi. Mong, 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 mong đi, mong đi. Hai món đầu tiên là của em. May mắn bất ngờ mà nãy giờ thấy bất ngờ không, không thấy may mắn nha. Là gì ta? Trời ơi, đồ lắp ráp, đồ chơi. À, đồ chơi. Ờ, lắp ráp đó. Một cái này chắc là em phải để dành khi nào xin nhà em khoảng lớn lớn tuổi. Ừ. Để dành chơi được cái con trai này ha. Con trai có coi chương trình này thì thông cảm cho ba là ba chưa có đưa liền được đâu. Mà đợi con trên 5 tuổi mới đưa được. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục. Nhẹ 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 nghi chắc không phải của em đâu. Của em chắc phải nặng nặng ra. Ờ, không biết chứ. Nhẹ cái này thì... mây lắm. Ủa cái gì đây? Rồi mắt kính. Rồi mắt kính mà cũng màu hồng luôn nữa. Ờ, chắc hợp với em á Phúc. À. Màu hồng là màu xu hướng của nam giới hiện nay mà. Đeo thử rồi vừa không? Trời. Được rồi. Ổn áp. Chuẩn. Đẹp. Cái này mà thấy máu hồng, quần hồng, dài hồng vô. Trời ơi. Nam tính lắm luôn. Được. Ok, tiếp tục. Này coi như là của Phúc đi. Phúc mắt tỏ với em hả? Mắt anh khỏe lắm. Trời, hay thật. Hy vọng là cái này là của em. Gì ta? Không lẽ mua Phúc nồi cơm điện để Phúc thường xuyên nấu cơm hơn. À. À. Trời ơi, võ sĩ của khác. Ui, nghi lắm nha. Cái này là đồ hấp hả? Đây là một cái lồng bàn mini để giúp chúng ta có thể bảo quản được thức ăn. Và thật sự đây là những món quà tiện dụng. Ủa, những tính đá này là cho Phúc hay cho vợ Phúc? Cho em và cho cả vợ em luôn. Ừ, cho cả gia đình đi nha. Dạ đúng, cho gia đình mà. Thương quá, doanh nghiệp chính là Xuân Phúc vẫn chưa có quà. Một quà thật sự của Xuân Phúc. Ê, còn một hộp. Ủa, vẫn còn. Cái màu này nó màu khác biệt. Ồ. Màu tím liệm xìm xìm. Con màu này chắc là của em thiệt rồi. Đừng coi nó là cái gì. Gì? Này sao nhìn giống tạp dề đây? Này sao nhìn giống tạp dề đây? Con cái chữ cooking mà với trình độ Anh ngữ mà thuộc dạng đẳng cấp như anh á thì cooking là nấu ăn nữa. Là có nghĩa là cái này là cái tạp dề. Dạ đúng rồi. Cái này là cái tạp dề. Mang vô liền. Có hàm không? Trời ơi, tông xe tông luôn á. Ừ. Đó. Đẹp. Được nha. Này chắc là vợ em thích lắm á. Đương nhiên rồi. Tưởng tượng xem vợ mà về cái ông xã nhà mang đúng cái tập về mình khoe cái bắp lên gói lên cái mình xào nóng lên vợ mở cửa ra trời ơi chồng yêu của em đảm đang quá thành phố không xuất sắc liền cái đó là ở nhà mình mang tập về này lên sàn đấu mình mang phong cách điểm nhấn khác biệt mình đi đấu boxing đeo này vô đối thủ rén liền không dám đấu với mình luôn gì nữa dám đấu không tôi nấu không luôn mình nấu được tới cho vui như là đây là món quà rất là dễ thương dành tặng cho Xuân Phúc và hy vọng với những món dụng cụ như thế này sẽ giúp cho cuộc sống mình thêm ấm no thêm hạnh phúc nha. Cảm ơn chương trình ạ. À. Nãy giờ chúng ta không thấy được sự có mặt của Trúc Thanh cũng như là bé Xin ở nhà. Bà xã đi làm, em bé đi học, ở nhà có lo không? Lo chứ anh. Ừ. Chưa có gia đình mà lúc mà mình có gia đình thì nó là một hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Ủa. Khi mà mình có gia đình rồi thì mình sẽ có cái trách nhiệm của một người đàn ông. Và thậm chí mình phải đi về, phải đúng giờ, đúng giấc nữa. Rồi cái hoàn cảnh như thế nào mà hai vợ chồng quen nhau? Tụi em thì quen nhau vào tháng 7 năm 2015. Tụi em quen nhau cũng tình cờ thôi. Tình cờ? Tình cờ nhưng mà đúng là nó là định mệnh á. Ồ, sao sao? Thì quay chung một cái TVC quảng cáo với nhau. À, quay quảng cáo. Nhưng mà quay là em ra đóng là chú rể, còn vợ em đóng cô dâu. Trời ơi, nó vận vô mình luôn rồi còn gì nữa. Mà trước đó bà xã hay là Phúc đã từng chụp ảnh hay quay hình quảng cáo đám cưới chưa? Bà xã em thì chưa, còn em thì đã từng rồi. Ủa, kỳ cái ta. Em chụp phải chắc phải gần chục bộ ảnh cưới rồi đó. Là chụp cô rồi đó. Đúng rồi. Tại sao chụp cô kia không dính mà tới cô Trúc Thanh này lại dính ta? Tại sao? Em không hiểu luôn á. Không hiểu luôn. Mà cái thời điểm đó là em không nghĩ nhiều đâu. Ừ. Nhưng mà xong qua quá trình mà hai đứa làm quen nhau rồi
yêu nhau một thời gian thì cảm thấy tình cảm nó thắm thiết. Rồi trải qua với nhau nhiều cái đắng cay. Thử thách đầu tiên trong mối quan hệ tình cảm đó là gì? Thử thách đầu tiên trong mối quan hệ tình cảm của hai vợ chồng của em thì chính là ba vợ của em. Ba vợ em thì là một người cực kỳ khó tính. Trời. Cho nên là khi mà con gái yêu một người làm nghệ thuật sẽ có rất nhiều những cái rào cản. Và thời điểm đó thì em không được chào đón. Thời gian đầu là ba vợ em là cấm cản, rồi ghét đến mức là đứng ở trước cửa nhà chờ là... Ủa khoan, từ từ, là đứng trước cửa nhà của ba, rồi lúc đó em chở bà xã đi chơi. Bà xã đi chơi về đó. Lúc đó mấy giờ về? Lúc đó là tầm 10h30, 11 giờ gì đó. Cũng gần khuya thôi chứ chưa khuya lắm, chưa trễ lắm. Rồi sau đó ba đứng trước cửa nhà. Đúng rồi. Ba có cầm theo cái gì không? Có. Rồi em phản ứng, rồi em sẽ đối phó với hoàn cảnh nó như thế nào? Tất nhiên là mình đâu có dám chở bà xã mình về đến tận cửa nhà đâu. Mình thả đồ hẻm luôn. Lúc đó là chị gái của vợ em ấy gọi điện cho hai đứa là thôi thả bé Thanh ở đầu hẻm đi em. Không là về chết với ba đó. Là về nát ba đó. Ghê thiệt chứ. Nói chung là mình thể hiện cho ba vợ thấy được là cái tình cảm của mình là tình cảm chân thành đấy, và mình đối xử với con gái của ba rất là tốt, như là đối xử về phía nhà vợ của mình rất là tốt. Cho nên là dần dà qua thời gian thì mình đã thay đổi được cái suy nghĩ của ba vợ về nghề nghiệp của mình này, rồi về cái tính cách, về con người của mình. Và sau này mà em, nói chung là em lật ngược tình thế lại. Hay quá. Vậy là lúc hai bạn quyết định lập gia đình là được sự ủng hộ của cả hai bên luôn. Dạ, đúng rồi. Bản thân cũng rất là cảm ơn bố mẹ cũng như là ba mẹ Thanh, cả hai bên gia đình chuyện tình cảm chúng tôi. Khi mà có bà xã xong rồi, có vợ xong rồi, có em bé, những cái khoảng thời gian đó Phúc có gặp áp lực tâm lý nào hay không, khó khăn nào hay không? Thật ra thì áp lực thì lúc nào cũng có, đặc biệt là về cái công việc của mình, như cái sự nghiệp của mình, thì có những lúc mình nhiều show, những lúc mình không có show. Thì những cái lúc không có show đó là những cái lúc mà mình cũng khá là áp lực, bởi vì mình sẽ không kiếm được tiền, mà lúc đó là vợ mình sẽ là người thay mình, để cũng kiểu là vợ thay mình làm trụ cột luôn ấy. Thì lúc đó là bản thân mình là một người đàn ông thì mình cực kỳ áp lực. Mặc dù là vợ mình thương mình, vợ mình không có suy nghĩ gì, nhưng mà bản thân mình suy nghĩ chứ. Mình có sự tự trọng, tự tôn của mình chứ. Thì em cũng rất là may mắn là vợ em là một người cũng rất là tâm lý đấy, và luôn luôn là động viên mình. Thì nhờ những cái lúc như vậy thì em lại có động lực để em tiếp tục em phát triển cái công việc của em hơn. Đó, chìa khóa của hạnh phúc nằm ở chỗ đó. Bà xã sẽ luôn là hậu phương thật là vững chắc, và bên cạnh đó bà xã làm tiền tuyến luôn, nhưng mà làm tâm lý với ông xã để hai vợ chồng cùng nhau cố gắng. Có những khoảng thời gian bị khó khăn, nhưng cũng sẽ có những khoảng thời gian nó rất là thăng hoa với sự nghiệp của mình. Những bộ phim nào, những vai diễn nào mà khiến cho Phúc cảm thấy là mình ưng ý nhất? Gần đây thì có hai vai diễn mà em ưng ý nhất, đó là bộ phim Cây Đáo Nở Hoa, được chiếu trên kênh HTV2. Đấy là một cái bộ phim mà giúp cho cái tên Xuân Phúc được khán giả đón nhận, đặc biệt là khán giả miền Nam đón nhận nhiều hơn. Và một cái vai diễn thứ hai nữa là gần đây là vai diễn Đại Uy Phong trong bộ phim Đấu Trí. Thì đó là một cái bộ phim làm về hình sự kinh tế, thì nói chung là đấy cũng là một cái vai diễn mà em đã để lại ấn tượng cho khán giả, và họ rất là thích cái hình tượng của người chiến sĩ công an của mình. Từ nhỏ em đã rất là thích võ thuật rồi, nhưng mà hồi đó là tại vì gia đình mình chưa có điều kiện để cho mình đăng ký tham gia học những lớp võ thuật. Thì sau này khi mà mình đi làm nghề rồi, mình có cơ hội để tập luyện thể thao nhiều hơn, thì em mới bắt đầu em tập luyện với những bộ môn ví dụ như là Muay Thái, Kickboxing. Rồi đến thời điểm bây giờ là Boxing. Thì em cảm thấy là cái bộ môn này nó rất là hay, nó rất là thú vị. Nó lại phù hợp với mình nữa. Nó cũng là một trong những kỹ năng rất là cần thiết của người diễn viên. Nãy giờ nghe Xuân Phúc chia sẻ nhiều về gia đình, về sự nghiệp, về những bộ phim mình đã tham gia, thì tưởng chừng như nghe nó khá là đơn giản. Nhưng mà để trải qua một chặng hành trình như vậy, giống như Phúc đã nói, gặp rất là nhiều áp lực. Như vậy thì những lúc mà Phúc cảm thấy mình tuyệt vọng nhất, đau khổ nhất, buồn bã nhất là lúc nào? Em nghĩ là chưa đến mức đau khổ nhất.
phải không? Chứ mối tình đầu sao? Tình đầu thì mình không nói, đó là cái trải nghiệm đầu đời. Có đau khổ. Đúng rồi. Mình chưa quen cảm giác bị chia tay hay là chia tay người khác. Lúc đó bị đá hay là đá anh ta vậy? Mình bị đá. Trời ơi, đẹp trai gì mà cũng bị. Nói chị em quý vị ơi. Sao vậy? Lúc đó thì sao vậy? Thì nói chung là hai đứa mỗi người một cái trường học khác ấy. Cự ly phải không? Đúng rồi, không thể có thời gian để mà gần nhau như lúc học chung trường với nhau nữa. Cho nên là thôi, đành đường ai nấy đi. Như vậy thì đó là khoảnh khắc mà mình cảm thấy hụt hẫng nhất cái thời mới lớn. Đúng rồi. Là khi mà trưởng thành lên rồi, lúc buồn nhất là lúc nào? Một là xa gia đình. Xa gia đình. Từ năm bao nhiêu tuổi? Là năm 25 đấy. À 25 đấy. Là bước chân vô thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi, vừa bước vô quen bà xã luôn, hay quá. Cảm xúc buồn thứ hai đó là lúc mà mình cãi nhau với bà xã, xém chia tay. Trời, là lúc nào? Là trong khoảng thời gian yêu nhau. À, đang yêu nhau thôi. Trong khoảng thời gian yêu nhau thì tụi em chia tay nhau chắc phải đến gần chục lần. Tối kỳ hả? Tưởng hai bạn đầm ấm chứ. Là do ai? Nói chung là do em là chính. Lúc đó mình còn bồng bột quá hay đúng sao? Rồi, mình còn bồng bột, mình còn hơi con nít một xíu, mình cũng muốn mải chơi ấy. Nên làm vợ mình cũng phiền lòng. Mà không hiểu sao chia tay gần chục lần rồi mà không thể nào dứt được nhau. Nói chia tay rồi mình cũng tự làm huề luôn. Đúng rồi, mà chia tay thì trong vòng có 2 tiếng đổ lại. Chia tay thì trong vòng có 2 tiếng đổ lại. Đúng rồi. Không bao giờ hơn. Sao dài, sao xa vậy, sao lâu vậy? Rồi lúc đó làm huề sao? Nói chung là em là người chủ động làm huề. Chia tay đi. 2 tiếng sau đi ăn không em? Vậy hả? có rất nhiều trường hợp, nhưng mà đi ăn không em là một trong những cái mà lý do để em quay lại giao tiếp. Bà xã thương Phúc quá, chứ gặp như bà xã hồi trước mà nói kiểu đó là chia tay thiệt luôn rồi đó. Sợ lắm quý vị ơi. Mà nói vậy nói chứ mình cũng phải rất là tôn trọng bà xã mình đúng không? Trúc Thanh là một cô gái như thế nào? Trong vợ em là một người rất là cá tính. Cá tính là sao, là có giữ không? Không giữ, vợ em hiền lắm, không giữ. Ủa vậy cá tính đó là cá tính gì? Nói chung là thẳng tính này. À thẳng thắn. Cương trực nữa. Mà nói là cương trực, nói chung là bù trừ. Trái ngược hẳn với tính cách của em. Trời. Mọi người ở ngoài nhìn vô thì sẽ thấy là em là một cái người kiểu mạnh mẽ, khẳng khái hơn ấy. Nhưng mà thực ra thì là ngược lại. Trời, vợ em là một người giống nhau quá. Cứ tưởng ngoài mình mạnh mẽ đúng không? Chứ hàng đêm khóc thầm hoài. Bị người xã hiếp quá mà. Nói chung là em là người hiền hơn vợ em một xíu. Vợ em thì bớt hiền hơn em. Như vậy thì khoảnh khắc nào mà Phúc cảm thấy là trong cuộc đời của mình suốt những năm vừa qua vui nhất, hạnh phúc nhất? Vui nhất, hạnh phúc nhất thì em nghĩ là khoảng thời gian mà tụi em có con. Em biết tin mình có em bé. Bởi vì trước đấy là tụi em cũng phải trải qua một khoảng thời gian cũng khá là căng thẳng, cũng có thể nói là rất là đau buồn. Vậy là tìm ngoài chưa thấy con đó. Bởi vì là trước khi mà có bé Xin thì vợ em bị sảy thai đến 3 lần. Ôi, nó quá buồn. Sảy thai tự nhiên, vợ em cũng rất là mệt mỏi. Ừ. Và khi mà biết được là mình chắc chắn đậu thai và có bé Xin thì thực sự cảm xúc nó dâng trào và nó vỡ òa luôn. Em rớt nước mắt từ trước khi bé em chào đời. Em nằm ở nhà em còn tưởng tượng cái cảnh mình sẽ đón đứa con đầu lòng của mình như thế nào. Và mình đã khóc từ lúc đó rồi. Tới lúc mà mình đón đứa con mình chào đời thật, nghe thấy tiếng khóc của con thôi là mình không cầm được nước mắt. Với tình yêu đó dành cho vợ con, dành cho gia đình thì chắc chắn là mọi người đều rất là tin tưởng vào một người đàn ông rất là trách nhiệm là Xuân Phúc. Sau khi chúng ta trải qua những câu chuyện về sự nghiệp, về gia đình, về những cơ hội, rồi những lúc buồn nhất, những lúc vui nhất của Xuân Phúc, bây giờ sẽ là những trò chơi cùng với Gõ Cửa Nhà Sao nha. Ok. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Gõ Cửa Nhà Sao. Và sau một cuộc trò chuyện rất là thân mật giữa Hoài Rapper và Xuân Phúc thì bây giờ sẽ là một trò chơi để thử thách cái độ bản lĩnh của cả hai. Có ai bản lĩnh hơn, ai thành công hơn? Trò chơi thử thách dành cho Xuân Phúc là do Hoàng nghĩ ra. Còn trò chơi thử thách dành cho Hoàng thì Phúc sẽ phải nghĩ ra. Ok. Bây giờ như vậy, sẵn có điện thoại trên bàn kìa. Giờ Phúc hãy nhắn tin cho vợ đi. Tự nhiên anh thấy nhớ em quá. Hắc à. Đó, nha. Còn mặc dù bà xã tên là Trúc Thanh đúng không? Rồi, ok. Chị hát là anh này. Nha. Ok. Để còn phản ứng bà xã sao? Ê, bà xã có hay ghen vậy? Bà xã em ít khi ghen lắm. Được, rất bản lĩnh. Chơi, thử nè. Ok, thử ra. Alo. Alo. Chưa thấy đâu. Mẹ ơi đi. Mẹ ơi. Ôi, nhanh. Ơi, rồi. Chắc đi. Gì tự nhiên anh thấy nhớ em quá. Phải hát à 3 chấm. Trời ơi. Nhà có biến rồi.
Ok. Vậy thôi à? Gửi. Nói. Tự nhiên anh thấy nhớ em quá hát à. Này nè, đang soạn tin hát nào. Rồi im lặng, tạm thời im lặng. Phụ nữ sẽ cảm thấy rất khó chịu trong khoảng thời gian im lặng này. Một giây đối với họ là như một ngày vậy đó. Rồi. Rồi. Bốc lửa rồi. Vậy mà không ghen. Bốc lửa, một ai kênh bốc lửa. Không trả lời luôn. À. Mình sẽ để qua tới 2 phút. Vẫn rồi. không thấy có tín hiệu gì. Bây giờ nhắn lại. Ôi, anh nhầm. Anh nhầm. Hả? Bà nhắn lộn. Bà nhắn lộn. Trời ơi, ba nhắn lộn, sorry mẹ. Rồi, để coi. Nếu như sau 30 giây nữa mà cổ không nhắn gì, mình sẽ vào gọi video call cho cô ấy. Chết rồi, cổ thiệt, cổ ném cái máy đi đâu rồi mọi người ơi. Bác. Hay là lúc hát nào. Rồi bể thì phải khỏi cái máy. Ê, công nhận mình còn sốt ruột không cổ luôn á. Ở đây rồi, đang soạn tin rồi. Đang soạn tin. Sao lộn được? Sao lộn được mặt cười một cách vô cảm? Sao lộn được? Thì nói chữ tờ, chữ hờ nó gần nhau đó chứ. Này, đang soạn tin tiếp rồi. Ừ. Đang soạn tin tiếp. Rồi. Tiếp luôn câu này mới hay nè. Vậy nhắn lộn cho ai? Nói tôi nghe. Là trả lời sao đây ta? Thì lỡ rồi tới luôn chứ sao giờ. Ném đau hay nào? Nói anh nhắn lộn cho cô đồng nghiệp hay gì đó. Ừ, đó đây. Ba nhắn nhầm cho cô hờ bây giờ diễn viên nữ là tên hờ đẹp nè, cho tôi cái tên đi, hoa hậu cũng được. Hậu nào? Hờ Henie. Hờ là hờ Henie. Ba nhắn mà nhắn lộn hờ Henie. Hen ơi, anh xin lỗi, trong thời khắc này không ai động lại trong trí nhớ của anh ngoài em hết trơn á. Hờ Henie ơi, em mãi đẹp trong mắt anh. Anh đi. Hờ he hen nie cười. Hết rồi, bóc trái rồi. Tỉnh dậy nào. Tỉnh dậy nào. Rồi, tỉnh dậy nào. Trời ơi là trời thôi. Vậy là cổ cũng có cái gì vô cổ thôi. Ông này ông xàm nữa rồi đó. Thôi mình video call cho cổ đi. Nghe làm gì đấy? Trời cười quá ha. Trời ơi là trời. Ghê thế, cao thủ. Ông vợ em đang đi khách sạn là đi công tác với công ty. Ê, hờ là Hoàng á. Ừ. Nhắn lộn cho Hoàng Apper mà không nhắn lộn thành hờ NEA. Nhắn lộn qua cho em á. Cũng hờ đồ đó hả? Hờ đó. Hờ Hoàng với hờ Hen rồi ha. Đúng rồi. Ghê thiệt. Mấy người được gắm tôi đi mới có 2 ngày à. Qua trụ dỗ rồi he. Dụ gì đâu, trời ơi, săn chắc quá trời. Nè, cưng cứ đi, công tác ha, cứ yên tâm. Chồng cưng, để anh lo cho. Ông nói hờ hen đi, em đỡ lo hơn hờ Hoàng nha. Đúng rồi, nó ngoài rapper ha. Tới giờ em gửi lời chào đến khán giả của Gõ Cửa Nhà Sao đi cưng. Xin chào khán giả của Gõ Cửa Nhà Sao. Thì bữa nay là Thanh bận đi công tác rồi, cho nên không có thể tiếp mọi người cùng phúc được. Thì hẹn Gõ Cửa Nhà Sao một cái số khác mà có cả hai vợ chồng cùng tương tác với nhau, để mà mình có cơ hội được bóc phốt lại phút nha. Dễ thương. Rồi, trả ông xã lại cho. Ok. Thanh nè. Bye bye vợ. Bye. Ừ. Rõ ràng là ngay lúc đầu là cô có hơi gan tí đấy quý vị. Nhưng mà thật sự là cô ấy rất là tỉnh táo, tỉnh hơn chồng luôn. Rồi, bây giờ mình tới phần tiếp theo nha Phong nha. Ok, bây giờ để lên em. Ủa, luật gì? Thử thách là anh đó. Ủa, có luôn hả? Có mà. Ủa, có không? Anh mới nói lúc đầu trò chơi đó. Ủa, nào ta, không nhớ luôn trời. Đó, bây giờ tới lượt em. Rồi. Bây giờ em sẽ đưa ra cho anh một cái thử thách dễ thôi, không khó. Dễ nha. Cái này nó bình thường, nó không vấn đề gì hết. Không ảnh hưởng tính mạng. Đúng rồi, không ảnh hưởng tính mạng. Nó chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe. Không, phải ảnh hưởng đến bóc tiền của anh. Đây không sao. Anh sẽ gọi điện cho vợ của anh. Ừ. Mà không dùng từ xin nha. Không dùng từ xin. Làm sao để vợ anh cho anh tiền đi cà phê với em. À, xin tiền vợ. Đúng để rồi. Đi cà phê với em. Nhưng mà không dùng từ xin nha. Không dùng từ xin. Không được dùng từ xin. Trời ơi, quá đơn giản. Gọi thôi. Không được dùng từ xin, dùng từ nào được. Em anh hết tiền. Bắn anh 50 xài đỡ. Tự nhiên hết tiền.
Thì không có mang bóp đây, đang đi cà phê, ông tiền trả với Phúc. Em đâu có giàu đến như vậy. Trời ơi, có 50 mà không có. 50 kèo. 50 hỏi, bắn liền đi, bắn liền 50. Hả? Bao nhiêu? 100. Hay quá. Bắn liền đi. Bắn 100 đi, tối về cho 1 triệu. 100 ngàn hay 100 triệu? Em mới nói em đâu có giảm mức đó. À, hát đó có quỷ đen à? Ok, vậy nha, để bắn. Ok. Cảm ơn kinh, mời hoa. Ok. Vậy chơi, thấy góc nhà nào thôi. Không có một thí sinh luôn. Bắn. Tại vì đó là thuật ngữ của anh với bà xã. Khi bà xã hết tiền, anh bắn em. Lúc nào anh hết tiền, em bắn anh. Rồi bây giờ chưa, thử thách mới 50% mà. Để coi qua 100 ngàn thiệt không? Mình cùng chờ nào. Hình nền của em nha quý vị. Nào để đủ nhân khẩu ra đi hạnh phúc. Vô đi. Hay, quá. Hay có khi nào chỉ là lời dối gian không ta? Ồ, đã đến 100 ngàn mà theo việc với mình. 100 ngàn cộng 100 ngàn cho anh quý. Nếu mà thua thì sao anh? Nếu mà anh thua hả? Anh sẽ đãi một chầu cà phê. Còn nếu anh thắng, ủa anh cũng đãi thêm chầu cà phê. Ủa anh mới có 100 ngàn mà. 100 nghìn nào. Cái gì vậy trời? Tôi nhìn lộn rồi trời. Từ nha. Trời ơi, bắn 10 triệu luôn hả? Hả? Dữ vậy. Trời ơi, chưa. Chắc gước cái mắt quá. Trời, tiền đâu dữ vậy? Trời, tự nhiên đây hào sản rồi. Hay có khi nào anh gái kèo anh? Anh kêu là bắn cho anh 100 tối về anh trả 1 triệu. Bây giờ bắn 10 triệu tối về anh trả bao nhiêu? Trả 11 triệu 100 ngàn. Vậy hoàng điểm 10. Quý vị, hôm nay quý vị cho em kết thúc sớm chương trình ngày hôm nay được không? Chứ giờ hôm nay em vui quá trời rồi. Lâu lắm rồi em có một món tiền lớn đến như vậy mà bà xã cho em đó chứ. Em phải thực hiện đúng lời hứa này của mình thôi. Đầu tiên sẽ là mời Phúc xuống dưới sảnh mát mẻ. Anh em mình lại tiếp tục cà phê với nhau, tiếp tục tâm sự. Và là những câu chuyện nó thầm kín hơn, ví dụ như là tên của tình đầu, tên của yêu cũ ha. Đó, mình nói chuyện cho nó dễ. Ok. Và một lần nữa xin được cảm ơn hai bà xã ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Bà xã là số 1. Đầu tiên là bà xã Trúc Thanh của Xuân Phúc. Rất là tâm lý, rất là dễ thương, đáng yêu. Bên cạnh đó là bà xã của Hoàng nữa, là bạn Tina. Bạn Tina tuyệt vời. Nếu Tina là thứ hai thì không ai dám làm chủ nhật đâu Tina. Và chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Gõ Cửa Nhà Sao ngày hôm nay. Mặc dù thời lượng ngắn ngủi thôi, nhưng mà chúng ta hiểu rõ hơn về diễn viên Xuân Phúc với những sự hạnh phúc trong mắt của anh ấy. Và chúc cho Xuân Phúc sẽ mãi luôn hạnh phúc như vậy. Và đây chính là tiên đề để chúng ta càng ngày phát triển hơn trong con đường sự nghiệp nghệ thuật của mình. Ok, cảm ơn anh Hoàng. Cảm ơn chị ạ. Và xin mời quý vị hãy tiếp tục đồng hành cùng với Gõ Cửa Nhà Sao, được phát sóng vào lúc 21:20 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Gõ Cửa Nhà Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Đạt Phim Media. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ai vào đó tôi là thỏ, nếu là thỏ thì làm tức cho xem tai. Ai vào đó tôi đi lạc, nếu bị lạc thì cứ xem là đánh đổi.